Lực lượng chức năng quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, khắc phục thiệt hại trong một vụ cháy cơ sở thẩm mỹ viện nằm trên địa bàn quận. Thông tin ban đầu, nhiều người dân sinh hoạt bên trong thẩm mỹ viện Sơn Thủy, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh phát hiện có khói đen kèm mùi khét nên hô nhau bỏ chạy và báo lực lượng chức năng. Nhiều người tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy xuất phát do chập điện motor cửa cuốn, sau đó motor cháy âm ỉ rơi diện xuống một cây dù đặt dưới sàn nhà nên tạo ra khói lửa. Cảnh sát dùng cưa sắt thủy lực để cắt cửa cuốn bên ngoài, sau đó tiến vào bên trong dập lửa, dùng xe thang đưa 7 nạn nhân ra ngoài an toàn. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn, may mắn không có thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.